Chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một cái kiểu đàn mới về Amigo Guitar Shop. Kiểu này trên thế giới nó cũng không quá phổ biến nhưng mà nó cũng rất là đặc biệt và hay, và lần đầu tiên mình thử nghiệm trên cái cây đàn của Amigo đặt tại xưởng in dệt Việt Nam. Cái này đặc biệt chỗ gì? Các bạn nhìn sơ, các bạn thấy xem. Ngay chỗ cái thân của nó có khoét một cái biểu tượng giống như cái khóa pha ở trên nốt nhạc nha các bạn, kiểu rất là đẹp, khoét sâu trong nha các bạn. Và bên trong này thì nó có lõm, tức là rỗng ruột một tí như thế này, thì người ta tạm gọi kiểu này gọi là semi hollow. Các bạn thấy một số cây guitar điện nó gọi là hollow body, tức là các bạn nó không giống như cây guitar điện bình thường, vậy là cái thân đàn đặt gỗ có đặt cứng hết không, họ khoét rỗng bên trong gọi là hollow. Nhưng mà sơ mi ở đây tức là họ chỉ khoét một cái đoạn nào đó thôi, ở trong này thôi. Một tí các bạn nghe demo các bạn có thể đánh giá thử ha. Thì cấu hình pickup là HSS, tức là pickup đôi đơn đơn. Ở đây chúng ta có volume một tone, ở đây có 5 cái bậc chỉnh cho các bạn ha. Cần nhúng này là của Wilkinson nha các bạn. Đặc biệt không? Cái đầu cũng rất là đẹp đúng không? Khóa là khóa Rover. Khóa Rover xịn sò nha các bạn. Đây, các bạn coi phía sau. Đặc biệt của cái dáng strat này thì các bạn thấy phía sau mình đó, poi on nó không có phải là nguyên một cái cục vuông ở đây gắn miếng thép ha. Kiểu này nó khoét vô cái dạng giống giống như like của cái loại đàn Ibanez AZ đó các bạn. Nó sẽ giúp cho các bạn đánh ở những nhăng cao dễ dàng hơn. Bởi vì đơn giản là các bạn biết là tay châu Á mình mà, người Việt mình hoặc là châu Á thì thường nó nhỏ. Còn cái này nó khoét vô rồi các bạn dễ dàng tiếp cận để đánh ở những cái nhăng cao hơn. Cấu hình của cái cây này thì các bạn có thể xem chi tiết ở trên cái đường link của cái website mà mình đặt ở trong phần comment đầu tiên hoặc là trong mô tả video này. Thank you.
nhãn Strat này thì các bạn sẽ được tặng một món quà rất đặc biệt và chỉ có tại Amigo Guitar Shop thôi. Đó là món quà gì? Đây, một cái áo thun co giãn 4 chiều rất là đẹp nha các bạn, với một cái câu trích từ một bài hát của Pantera, bài Work, tức là hãy bước đi để có thể có động lực cho bạn tập ha. Đừng cố gắng trở thành người khác, hãy là chính mình. Cái câu nội dung dòng dòng như vậy thôi ha. Rất là đẹp nha các bạn. Nếu bạn nào có nhu cầu về học đàn, guitar, kỹ thuật cơ bản, hãy đăng ký khóa học của Đồng Khoa, đóng tiền một lần và học trọn đời. Nhiều bạn hỏi, học trọn đời là sang khoa? Thì thật ra học trọn đời ở đây là các bạn không có bị giới hạn về thời gian. Giống như người ta nói là khóa học này 3 tháng nha, bạn học đúng 3 tháng xong là bạn không thể vô học nữa. Còn của mình là bạn cứ vào học hoài, bạn học 1 năm, 2 năm, 3 năm gì cũng được, không có ai giới hạn các bạn thời gian đó hết. Bạn chỉ đóng tiền một lần thôi, bạn kích hoạt khóa học và bạn vào học. Và nói là ôi em học có video anh up lên sẵn vậy thì hỗ trợ kiểu gì? Thì thật ra là mình luôn hỗ trợ các bạn qua Facebook Messenger nè, của fanpage riêng nè, rồi điện thoại hoặc là Zalo. Nhưng mà Facebook nó sẽ rất là thuận lợi bởi vì các bạn có thể gửi hình cho mình nè. Các bạn gửi một đoạn video clip nhỏ, các bạn đánh em đánh như thế này nè, bị sai chỗ này sai chỗ kia, mình sẽ chỉ cho các bạn. Khó quá mình lên mình đánh chậm lại nữa, mình chỉ cho các bạn nữa. Đó, cho nên rất nhiều bạn học được. Có những cô chú 50, 60 tuổi vẫn học được. Chỉ cần mỗi ngày các bạn là 30 đến là 60 phút, các bạn kiên trì là các bạn sẽ đánh được thôi. Ok, hãy nhớ ủng hộ Amigo Guitar Shop nhé. Hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo. Bye bye.